Rồi lát ai dọn? Con dọn chứ ai dọn. Con làm nhiều bột quá vậy rồi ai ăn cho hết? Đừng lo, mau hết nha. Chuẩn bị tới phần nặn bột. Bột quá là bự. Cho chút xíu bột vô trong chảo đi, bột khô vô trong cái mâm đi. Nói gì? Nói gì cái ta nặn bột rồi và bánh mì rồi sao được? Cô Đình nói đi. Trời quay con mà. Mì để ngoài cho bỏ tủ lạnh được. Ừ, cho cao tủ lạnh nè. Được. Làm gì nha? Làm bánh mì. Mình phải nói với các bạn đây là chúng ta đang ở đây là phần mà làm bột cán bột sau khi mà cô Đình nói đi. Gì? Sao cô Đình phải nói? Cái ca nói đi. Hướng dẫn các bạn rồi đó là có thể làm tại nhà mua một mì sao, một mì có thể ra siêu thị gần nhà mua hay sao gì đó. Con Đình nói đi. Ôi không giống một cục bánh mì gì hết hả? Đưa bà coi cái cân coi nha. Đều bảy nói như nào? Không cho mè được hả ca ca? Không. Cho có mè rồi ca ca. Gì vậy? Làm nó lại. Vậy chết rồi, vậy là lên YouTube là người ta coi là ca ca không phải chuyên nghiệp rồi. Đố ca ca người ta làm bánh mì có hai cục gù để làm chi? Không biết. Ngứa lưng giải. Ừ bóc vậy nè, nó giải vậy nè đó. Không ơi. Rồi ưng ca ca. Từ từ chưa gọt, chưa ấy xong. Và hai cậu cháu mình sẽ đem bánh mì lên lò nướng. Và mình và cả cha sẽ bỏ bánh mì vào khuôn nha các bạn. Đây là thành phẩm của cha cha. Nướng bao lâu con? 230 phút. 230 độ trong 30 phút nha. Nó khét chứ nó giòn gì con? Thì mà hồi mình tắt. Để thưa thưa ra để nó nở ra đó. Đúng rồi, là không đủ chỗ rồi. Xuống chào mọi người bánh mì nha. Xuống chào mọi người bánh mì nha. Thôi, mình đi bộ từng lầu à, không biết mẹ ở lầu mấy cho nên mình biết chỉ ca sẽ đi bộ từng lầu để kiếm đưa cho mẹ ăn trước đi. Rồi kêu hỏi kêu mẹ lên. Mẹ ơi. Rồi không có, xuống lầu một thôi. Mẹ ơi, mẹ đi nhà tao nè, con ăn thử đi. Ngon. Tôi định thử miếng này. Mùi chín á. Nhắm chín rồi. Chín chưa? Nó thử miếng chưa ăn. Được không? Ăn thử. Tao mà lấy đứa mì trong nhà vệ sinh. Đứa này nè. Ăn thử đi mẹ. Không có bơ không? Ngon mà. Này đẹp chưa? Ăn thử đi. Sao hả? Ăn thử đi chín không? Ngon 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 quá. Ngon quá cô Đình ơi. Cái này là ngày chín nè, không gì được chứ. Trời ơi, bắt mẹ đứng ở trong nhà vệ sinh ăn luôn vậy đó. Con nhà tắm vừa ra luôn á. Nó ngon thì cũng một lần. Ừ.